Trên địa bàn tỉnh có 19 hồ thải quặng đuôi. Nhiều hồ được xây dựng ở các vị trí cao, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các sự cố, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Vì vậy, tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn hồ chứa là rất cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng và môi trường. Tại xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, chi nhánh mỏ Tuyền Đồng xin quyền đang quản lý và vận hành 3 hồ chứa. Trong đó có 2 hồ chứa thải quặng đuôi với tổng diện tích 67,3 ha và dung tích chứa 11,5 triệu mét khối. Trong quá khứ, hồ thải đã từng gặp sự cố rò rỉ thân đập, dù không gây ảnh hưởng lớn và được kịp thời xử lý, nhưng đó là bài học lớn cho chi nhánh. Trong quá trình thi công thì cũng có nhiều cái yếu tố nó tác động từ cái công tác thiết kế cũng như là cái yếu tố về địa chất. Ví dụ như là những cái rung chấn, rung động thì mình cũng đánh giá nó có thể là chưa hết được. Đấy, còn đối với hồ quặng thải quặng đuôi tôi thì trước đây thì có một số cái thời điểm nó cũng bị rò rỉ, đã khắc phục và là thời điểm đến nay thì cũng đã xử lý rất là dứt điểm. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra an toàn hồ đập, trong đó có các hồ thải quặng. Qua kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm như tại mỏ sắt Ba Hòn, Làng Lếch, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn. Dự án đang dừng hoạt động, nhưng tại hồ chứa phát hiện khối lượng vật liệu thải được tập kết cao hơn cao trình đập, tiềm ẩn nguy cơ lớn khi xảy ra mưa lũ. Công ty cũng cố gắng để đảm bảo cái đập tạm thời, đắp tạm thời cái đập để đảm bảo cho cái mùa mưa tới, còn cũng hy vọng là về cái thủ tục về pháp lý về xử lý con đập thì cũng mong các sở ban ngành tạo điều kiện để công ty sớm đắp lại được con đập để đưa vào sản xuất. Sau khi kiểm tra, chúng tôi đã chỉ rõ những cái vấn đề mà nó có nguy cơ tiềm ẩn thì chúng tôi bằng văn bản cũng như là trực tiếp là chúng tôi đã chỉ rõ, thì đánh giá rằng là cái chủ quản lý cái đập hồ chứa người ta cũng nhận thức được và người ta đã có cái biện pháp sử dụng để làm sao đảm bảo an toàn cho cái hồ chứa quặng đuôi đấy. Và chúng tôi cũng đã có văn bản báo cáo với lại ủy ban tỉnh cũng như là các sở ngành liên quan, đặc biệt là các cái sở liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước. Thì đến bây giờ đánh giá là các cái chủ thể đấy người ta đã nắm được rõ cái quy định và nhận thức được cái trách nhiệm. Mùa mưa lũ đã tới, để đảm bảo an toàn cho hồ chứa thải quặng, yếu tố quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy trình đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Chú trọng kiểm tra, tu sửa bờ bao, khơi thông mương nước quanh hồ, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường,